Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Shop Hàng Bãi. Đấy, nay lại tiếp tục lại về hàng cho các bác, là lại khui ra có ít hàng là lại gửi đến cho bác để các bác quan tâm xem thọ theo dõi nhé. Đấy, thì các bác bước vào xem video thì ủng hộ cho em xin một nút like, đấy, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ kênh các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác. Các bác nào đã đăng ký kênh rồi đấy, thì nhấn cho em xin một nút cái nút like ấy, với lại nút chia sẻ kênh ấy. Đấy, cái nút chia sẻ bên dưới đấy, để các bác chia sẻ trên cái trang hội nhóm Facebook hay là Zalo hay nọ kia đấy, để các bác chia sẻ dùm em với nhá, để cho kênh của em được phát triển rộng rãi cũng như nhiều người biết đến những hàng chất lượng hàng bãi này nhá các bác nhá. Đó, hàng đồng hồ bãi đã qua sử dụng nhưng mà hàng rất là tuyệt vời luôn. Đôi khi có nhiều con nó còn chưa sử dụng luôn, còn tem mác, còn bên bổng còn gói nguyên trong ấy nhá. Đó thì các bác xem video thì có sản phẩm nào mà liên quan 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 tâm đến hoặc là ưng thì các bác cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818 132 198 các bác nhé, để được tư vấn và chốt đơn. Đấy thì các bác cứ trực tiếp cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình rồi. Thì đầu tiên một con trước mắt các bác là một con Citizen này. Một con Citizen. Con này thì nó có cái chiều cao, cái này bằng gỗ nha các bác nhá, bằng gỗ. Cái chiều cao của nó là được ghi tổng chiều cao là đi 55,5 cm, 56 cm các bác nhá, 56 cm cho cái chiều cao, và chiều ngang này nó được 27 cm. Đấy, con này thì nó cái hình của nó là hình lục giác, giả lục giác này các bạn, cái kiểu nó như này. Đó, cơ nhá. Đó, dài như này, nó dài như này. Đó. Chất liệu của nó là bằng gỗ. Con này thì nó sẽ sử dụng chỗ đó là một cái bên đại như các bác nhé. Đấy, kim chạy nhé, kim nhích này. Chạy rồi. Cái này em sẽ test cái nhạc này cho các bác xem như nó như nào. Còn là nó pin kia, pin kia hết nha các bác nhé, có pin kia bị hết. Đây, em sẽ test cho các bác cái vấn đề nhạc này. Đấy. Chuông, con kia là con là bên kia đang đánh nhé, chứ không phải con này đâu. Nhưng cho con kia nó đánh xong. Đó, tiếng con như vậy nhá. Nhét đồng hồ quá lắc, quá lắc, bây giờ tất cả vẫn đang chạy bình thường. Đấy, con này thì đến giờ nó là đấy, nó đổ chuông, có nhạc và đổ chuông. Cái này mình test thì nó chỉ có như vậy thôi, còn nếu mà tự nó chạy thì nó sẽ có 30 phút là sẽ có điểm chuông. Đấy, và có nhạc. Đấy, điểm chuông nó cũng keng cái thôi. Pin yếu. Đấy, bên này kính con. À, đúng rồi. Cái nó có hai nút, một bên là keng keng, bên là kính keng nhé. Đấy. Đó, các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. Rồi, các bác quan tâm lên mã cho em. Mã này là mã số hôm qua mã bao nhiêu nhỉ? Hôm qua mã là mã cuối cùng của nó là cái mã 100 108 à. Cuối
cùng là 108 thôi. Và lúc nào hôm qua là một cái mã cuối của nó là 108 thôi nhé. Hôm nay lên là 109 này. Con F109 nhé. À, con 109 này thì em gửi đến các bác là đi con này quả lắc và nhạc này. Gửi đến các bác là đi 850.000. Coi nhá, 850.000 cho con F109 này. F109 là 850.000 có đồng hồ quả lắc và có nhạc chuông. Nó có hai chế độ nhạc, một là keng keng, một là kính keng các bác nhá. Đấy. Thì nó có hai cái chế độ nhạc như vậy. Đây, dùng một quả bi đại. Tất cả của nó gỗ là gỗ thịt nhá các bác nhá, gỗ thịt. Đó. Các bác quan tâm lên mã cho là 109 này. Con mã 109 này là đi 850.000 nhé các bác nhá. 850.000 cho một con đồng hồ quả lắc. Hình thì nó là cái hình này là bầu dục, cũng chả ra bầu dục, nó kiểu móp móp đầu này. Đấy, nó kiểu kiểu gì ấy. Rồi tiếp tục lên cho bác con kính keng nữa. Con này là con Citizen. Con Citizen con này thì bằng chất liệu của nó thì bằng khung bằng nhựa nhá, bằng nhựa giả gỗ này. Đấy, con này thì nó có cái chiều cao của nó là đi 32 và chiều ngang của nó 30 cm. Đấy, con này thì chế độ của nó là có cái nút on off và chế độ nhạc ở đây, là chuông ở đây. Đây thì ở đằng sau này nó dùng cho bác là hai quả pin chung. Đấy, hai quả pin chung nhá các bác nhá. Đó, hai cái bình chung nhìn rất là ok luôn, nhìn vẫn là máy móc, vẫn là sáng sủa sạch sẽ luôn. Đó, để em để dịch cái đây. Đó, cho bác nhìn. Đó, cái này em sẽ em test cái vấn đề chuông cho bác nhé. Đây, quay về trước đây, test để cho bác nhìn cho nó rõ. Các bác rõ thì em lại không thấy đường. Thế đây em test cái này, không biết là 30 phút nó có đánh không. À, con này kính con này. Đấy, con này kính con nhá. Con này kim trôi số nổi. Đấy, kim trôi số nổi, chuông thì chuông kính con. Em xem 30 phút có không nhá. Đấy, 30 phút cũng có luôn, 30 phút cũng có luôn. Đấy, con này 30 phút điểm 1 giờ thôi, một chuông thôi. Các bác lên mã cho em con mã 101 nhé. Đấy, 101, con F101 này. F101 con này em gửi đến các bác là đi đi 800.000, 800k cho mã 101 nhé. Đấy, 800.000 cho mã 101 chuông đánh kính con, đánh hai gông đồng, đánh hai gông đồng, dùng hai quả pin chung, dùng hai quả pin chung. Đó, máy móc thì còn rất là sáng sủa, khung hình của nó là rất là sáng sủa luôn. Đấy, zin từ con ốc nhé, con ốc là còn zin nguyên bản luôn. Đó, rất là sạch sẽ luôn, rất là sạch sẽ luôn các bác nhé, còn rất là giống như mới luôn các bạn. Đấy, như là mới luôn. Đấy, cái này keo này, cái này là keo nhé các bác nhé. Đấy, chỗ này cái vết này là vết keo này. Đấy, vết keo. Đấy, em lau đi được ngay này. Rồi các bác quan tâm lên mã ra 101 này, 800.000 nhé. Rồi lên cho bác một con Senko bằng vỏ gỗ này. Senko vỏ gỗ là con này kim nảy các bác nhá, con này kim nảy này. Đấy, con Casio à, con Senko vỏ gỗ. Con này thì nó có cái chiều cao của nó là được đi 305 cm và chiều ngang của nó 33 cm. 33 cm các bác nhá. Máy thì máy kim nảy, số viết tay, số viết cọc, số cọc trò thôi. Đấy, thì các bác quan tâm thì lên mã cho là mã 10 đấy, là 109 110 chứ nhỉ, cái này là giống như 101 chứ em nhầm, xin lỗi các bác đó. Xin lỗi các bác là con F110 nhé, 101 em nhầm. Đấy, 109 này, 110 chứ, 111 110. Con này là 110. Đấy, con F110 nhá.
tự nhiên em thì 101 đã lên 109 rồi thì lại 101 đấy. Em xin lỗi các bác tí, 110 con F 110 800.000 và chuyển sang con này là con 111 con F 111 3 số 1. Con này gửi đến các bác là đi 350.000 350.000 cho con mã F 111 này nhá. Đấy, đồng hồ Senko của Japan Nhật Bản nhá. Đấy, hàng còn rất là ok luôn, chất lượng luôn. Còn rất là mới, còn rất là đẹp luôn. Khung hình của nó rất đẹp luôn. Rồi lên mắt một con Senko này, con này thì thấy là chân pin nó xanh lét này, không biết còn sử dụng được không. Con này máy lớn pin chung, chân pin xanh lét, không sử dụng, không hoạt động nhé các bác nhé, không thể hoạt động. Đấy, con này em lại bỏ ra này, xong một tí nữa các bác nào mà thanh lý cho bác lấy cả lô thanh lý đi nhé. Đấy, nhiều cái đây, con này cũng là máy lớn pin chung này. Con này còn chạy này, con Senko số là mã này còn chạy nhá. Đấy, còn chạy. Đấy, con này còn chạy. Con này thì nó có chiều cao của nó là đi chiều cao của nó được đi 27 cm các bác nhá, 27 cm và chiều ngang của nó chẳng thế, con này còn tầm vuông vuông. Con 27 cm. Con Senko, các bác lên mã cho con Senko số là mã kia, máy kim trôi, máy lớn pin chung các bác nhá, máy lớn pin chung. Lên mã cho là mã 112. Mã F112. Con này thì em gửi đến các bác là đi 350.000 cho một máy lớn nhé, một máy lớn pin chung. Đấy, em bán nói chung là bán với một con máy đồng hồ giống như một bán một nguyên con máy thôi, một con máy lớn pin chung như này thì mình mua một nguyên máy 300 rồi, 350 rồi. Đấy, còn cả nguyên cái xác đồng hồ này nữa thì có 350 thì các bác lấy về sử dụng rất là ok, có thể là lấy máy cũng được các bác nhé. Rồi lên một con Citizen bằng nhựa giả gỗ này. Đấy, con này thì đằng sau của nó sử dụng là một pin tiểu nhá, một pin tiểu nhá các bác nhá, một quả pin tiểu thôi. Đấy, con này thì có chế độ những xem giờ thôi, Citizen. Con này máy nhỏ các bác nhá, máy nhỏ. Con này chiều cao của nó là đi 27 cm và chiều ngang của nó là đi 34,5 cm. Đấy, máy của nó là máy kim nảy. Đường kính của cái mặt đồng hồ này thì nó được là đi 24 xe thôi nhé, 24 xe. Con này thì ở đây chỗ này nó bị xứt miếng cái này. Đây, xứt miếng cái này nhé, đây là góc cái này. Nguyên chỗ này là xứt miếng này. Đó, xứt miếng cạnh của nó. Rồi, các bác quan tâm thì lên mã cho em 113. Con mã F113. Con này em gửi đến các bác là đi cũng 350.000 thôi. Đấy nhá. 350.000 cho mã F113. Đấy. Con này thì 300.000 thôi nha các bác nhé, 300.000. 300.000 cho con mã F113. Con này pin nút áo này em không có này. Con này pin nút áo em không có nhá. Tôi lại để vào cái góc chỗ này để xem mà thanh lý các bác có thể sử dụng được thì lấy về để sử dụng. Em không có pin nút áo. Con này thì con Chandy Casio. Đấy, con này sử dụng pin tiểu. Đấy, con này chạy nhá. Con này máy kim trôi. Máy kim trôi các bác nhá, máy kim trôi. Đấy, con Casio. Con này bắt giác các bạn, bắt giác. Con nó vỏ gỗ này. Đấy, cái này được chiều cao của nó là đi 34,5 cm. Thấy cái bát giác của nó là 34,5 cm. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã số 114 này. Con F114 này.
Em gửi đến các bác là đi 250.000. Đấy. 250.000 cho con mã F114 này nha các bác nhá. Dùng một pin tiểu này. Bát giác dùng pin tiểu. Rồi lên một con Casio, con này Casio này dùng pin tiểu luôn. Đấy, pin tiểu luôn. Con này máy kim nảy các bác nhá. Máy kim nảy. Con này của nó là bằng vỏ gỗ này. Được 26 cm chiều ngang và chiều cao của nó cũng được 26,5 cm. Con này thì số học trò, số viết. Đấy. Trong này thì cái mặt của nó bằng nhôm nha các bác nhá. Mặt của nó bằng nhôm. Dùng một pin tiểu này. Con này các bác lên mã cho em là mã số 115. Con mã F115. F115 em gửi đến các bác là 200.000. 200.000 cho mã F115 các bác nhá. À, rồi qua mã này. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em. Nói chung là những hàng là đồng hồ treo tường và nó đơn giản chỉ có chạy này thôi thì em cũng giới thiệu sơ sơ nhé các bác nhé. Còn nó có bị chảy xước thì em sẽ báo chảy xước nặng hay như nhẹ. Còn những nói về nó nhỏ nhỏ ít ít như này thì những cái hàng bãi thì nó thường thường nó bị cũng có nhé, thường thường nó phải có. Tại vì nó xuất theo công cho nên là không thể tránh khỏi cái vấn đề chảy xước nhẹ như vậy được. À, đôi khi tụi em về còn vỡ hết, mất rất là nhiều luôn các bạn. Nhưng phải bỏ, phải chấp nhận. Đấy, rồi tiếp tục lên cho bác con này là con Citizen này. Con Citizen con này bằng nhựa giả gỗ này. Con này thì nó có cái chiều cao của nó là 31,5 cm. Đấy. Và chiều ngang của nó là 33 cm. Đấy. Con này thì máy của nó sử dụng một pin tiểu. Con này máy kim nảy các bác nhá, máy kim nảy. Đấy. Máy kim nảy này. Con Citizen. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em. Con này thì bằng nhựa giả gỗ nha các bác nhá. Lên mã cho em là con mã số F116 này. Con F116. Con này thì em gửi đến các bác là đi 280.000. 280.000 cho con mã F116 này các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bác nhé, còn rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi lên một con này là con Citizen, con này thì có nhạc chuông này. Đấy. Có nhạc chuông nhá. Có nhạc chuông đây. Có gông búa, nhưng con này chân pin không có nhá. Chân pin không có này. Đấy, con này chân pin không có này. Đó. Rồi em sẽ bỏ ra cái môn bộ môn thanh lý đây. Em bỏ ra bộ môn thanh lý này. Rồi tiếp lên một con này là con Hello Kitty. Con Hello Kitty này sử dụng cho bác là một quả pin trung này và hai quả pin đại này. Đó, hai quả pin đại. Này để test nhạc cũng làm đây này. Đấy, con này thì cho pin nó lắc rồi nhá, đây lắc này, con này quả lắc, nó là quả lắc ở nằm đây. Đấy, đồng hồ chạy nha. Đấy, kim giật này. Đấy, giờ em test nhạc. Đầu tiên em test nhạc đã, rồi tí nữa em test giờ. Rồi tắt rồi. Đến giờ nó phát nhé. Đó, đến giờ. Đấy, một màu đỏ rất đẹp luôn. Trong này hình màu hồng. Cái này các bác mua về cho các cháu này. Đấy. Rất là đẹp luôn, cho phòng học của các cháu, phòng học phòng ngủ của các cháu là rất là hợp lý luôn các bác nhé, học rất là hợp lý luôn. Đấy, rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em con này nhé, em quên chữ đo.
con này thì đường kính của nó được 37 cm các bác nhé, đường kính 37 cm. Số của nó thì số nằm bên ngoài, số nằm bên ngoài, 1, 2, 4, 5 nằm bên ngoài như này. Đấy. Còn đằng sau của nó thì là cái nắp pin thì nó không có nhé, các bác nhé, không có nắp pin đâu nhé các bác nhé, không có nắp pin. Đấy, nhập như nào nó báo như vậy, không có nắp pin thì báo không có nắp pin. Thế nào có bạn có báo có mà không là không, không có đâu, chứ không là các bác bảo em tìm đâu ra được. Đấy, hàng bãi này nó rất là khó. Không phải, nó không phải hàng thùng thì nó sẽ bắt buộc phải có, nhưng mà hàng bãi này thì nó sẽ rơi mất ở dọc đường, đóng kiện đóng kiếc nó rơi ra rồi thì bó tay. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho con này, mã số 117 các bác nhé. Con F117. Con này em gửi đến các bác là đi 750.000 các bác nhá. 750.000 cho mã F117 con Hello Kitty này nhá. Đấy, con Hello Kitty 750.000. Dùng hai pin đại và một pin trung. Rồi tiếp tục lại có một con lên con này. Đấy, hôm qua có một con mà các bác cứ hỏi giết luôn, hôm nay lại có con nữa này, nhưng mà con này thì nó mất kính đằng sau coi nhá. Đây con này mất kính đằng sau này đó, còn đẹp không kém con kia, nhưng mà nó mất cái tấm kính này. Đấy, thì có thể là em sẽ chế cái tấm, sẽ nghiên cứu để làm tấm kính này cho các bác. Kính nó bằng kính BK thôi thì em có thể em làm được, còn kính kia thì em bó tay, nhưng kính BK có thể em làm được. Đấy, thì em sẽ làm cái kính này em thay thế vào cho các bác. Đấy, con này thì nó có cái bản nhạc, nó có cái bản nhạc. Đấy, chiều cao của nó không tính tay sách của nó được 34 cm, 33.5 cm thôi nhá, mà chiều cao ở chiều ngang của nó được có 24.5 thôi. Đấy, con này thì mặt của nó là mặt này, mặt kính này, kính thủy tinh này. Đấy, con này sử dụng là con này pin đại các bạn, sử dụng pin đại. Đó, dùng pin đại nó chạy rồi nhá. Quên em chưa test cái nhạc rồi, anh đã đi quay đi. Đấy, em test cái nhạc cho bác này. Đâu đây nhá, có đâu đây. Ừ, thì có pin lên rồi các bạn. Nhạc của nó là có hai chế độ nhạc coi nhé. Đấy là một cái chế độ nhạc này. Đó, chế độ nhạc này nhá. Sang chế độ nhạc khác nữa này. Đó. Đó, nó hai chế độ nhạc như vậy nhá. Đó. Em test cái giò này. Tự nó chạy thì được mà test thì không được. Nãy em tự nó chạy nó vẫn chạy mà nó vẫn ho kêu dòng à. Ở cái chế độ đêm đấy, một xíu này.
nó không cho mình, nó chỉ cho mình test ở kia thôi. Đấy, cái này nó không, nó để tự nhiên nó chạy, nó vẫn đang chạy bình thường nhé các nhá. Đấy, nhưng mà nó đang trục trặc ở cái nó không, nó cái chỗ test này, cái này nó không cho test, nó không cho test kim đó. Đấy, đến giờ đấy mình để nó đến tự do đến giờ là nó được, còn em quay nó nhanh quá không chắc nó không được. Cái chế độ này là nhạc và đánh keng keng, còn kia đánh kính con đấy. Cái này em để đang để nó không cân, nhưng nó không không lắc nhiều nhá, nó để cân nó lắc tợn lắm. Này em bỏ vào cái này cho các để các bác nhìn nó cũng lắc. Đó. Em để nó không cân thì nó sẽ không lắc, nó không xoay đâu. Đó. Nó đang nó xoay như vậy đấy. Rồi các bác quan tâm mình lên mã cho em con mã này nhá. Lên mã cho em là cái mã này là mã số 118 nhé, còn mã F118 này, con này gửi đến các bác là đi, con này sẽ đầy đủ cho các bác luôn, nắp pin nó bụng em sẽ làm có nắp pin đầy đủ cho bác luôn nhé, bác yên tâm không có lo là không nắp pin đâu, con này thì vẫn 900k đấy, cho mã F118 này, đấy, con mã F118 là 900k, các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Đấy. Rồi qua mã cho em này. Đây con để bàn này các bạn này. Con để bàn này là con, nó là cái gì bản đồ thế giới này. Đấy, con này rất là nặng luôn các bạn. Nó nặng luôn, còn là cái này bằng kim loại tất nhé. Bằng kim loại tất. Đó. Cái tự nó thì nó chạy được. Con này thì nó sử dụng cho các bác là đi hai quả pin tiểu này. Hai quả pin tiểu coi nhé. Một pin nó hết rồi. Con này có đèn coi nhé. Đây, có đèn ở đây. Đấy, có đèn đây nhé. Đấy, các bạn nhìn kìa. Đấy. Đây đồng hồ nó như này. Đấy, nó đang chạy rồi nhá. Đấy, đây bản đồ thế giới này. Con này thì đây ở đây có một cái đèn đèn đỏ đây. Đèn đây đèn đỏ này. Còn đây trong này có một đèn báo nhấp nháy ở đây. Đây có đèn nhấp nháy ở đây này các bác. Trong này có đèn nhấp nháy nhưng mà nó đang bị vướng cái dây này. Đấy, vướng cái dây kẹt ở đây. Đó. Có đèn ở trong này, có đèn nha, các bác bấm đèn là nó ở trong này nó có sáng này. Đấy, các bác nhìn cái kim nó sáng lên này. Đấy, em nhìn bấm đó, có đèn đấy. Đấy, các bác nhìn có đèn chưa? Đó, các bác nhìn đấy, có đèn đấy. Đấy. Rồi con này thì nó có chiều cao của nó được đi 28,5 cm và chiều ngang của nó được có 21 thôi. Đấy, con này các bác quan tâm thì lên mã ra là mã số con F119 các bác nhé. Con F119 này. Con này gửi đến các bác là đi 800.000 nhá. Đấy, 800.000 cho mã F119 này. Đấy. Con đồng hồ thế giới. Con này thì các bác đã để ở bàn làm việc thì nhìn rất đẹp luôn các bác nhá, nhìn rất đẹp luôn, rất là ok. Nhìn rất là hoành tráng luôn. Rồi tiếp tục lên một con Citizen. Đấy, con này nó bằng gỗ nha anh nhé, bằng gỗ, chất liệu của nó thì nó bằng gỗ rồi, đằng sau thì bằng nhựa. Đấy, chiều cao của nó 30 cm và chiều ngang của nó là đi 32. Đấy, con này thì
dùng một quả pin, mình bỏ này ra vỡ, một quả pin tiểu các bạn, một quả pin tiểu thôi. Xoay cái này luôn. Con này máy kim nảy các bác nhé, máy kim nảy thôi. Đấy, con này các bác lên mã cho em là mã này, mã số 120 F120 F120 em gửi đến các bác là đi con này là đi 280.000 280.000 cho con F120 các bác nhé, sử dụng một pin tiểu này, sử dụng một pin tiểu. Rồi tiếp tục lên một con này, con Senko này. Con này Senko sử dụng pin tiểu luôn. Sử dụng pin tiểu luôn. Con này kim nảy các bác nhá. Đấy, lòng trong của nó là một cái viền vòng tròn. Khung của nó bằng gỗ, trong nền trong này cũng bằng chất liệu của nó bằng nhôm giả gỗ, nhôm cho nó giả gỗ. Viền chẳng hạt luôn đấy các bác nhá. Con này thì các bác lên mã cho em là mã số 121 nhé. Con này có chiều cao của nó 33 cm và chiều ngang của nó 34. Đấy, lên mã cho em mã 121, mã F121 nhé. Đấy, F121. Con này em gửi đến các bác là đi 500.000 các bác nhé, 500.000. Đấy, 500k cho mã F121. Rồi tiếp tục lên một con này là con Senko này, con này thì nhìn rất đẹp hoành tráng luôn, con này kiểu cọ luôn, con này dùng quả pin đại, đại rất lớn luôn. À, con này nó có cái chế độ nhạc của nó là cái gì đây? Đây. Trên 2, trên 1 cái gì đây? Bên này là có một nhạc, bên này là nhạc. Tiếng trộm cái này nó là nhạc gì nhá. À, đây là bản nhạc web này. À, con này thì nó bằng chất liệu gỗ các bác nhá. À, trên bốn cái cục này nó bốn cục kim loại, bốn cái khâu kim loại. Con này tổng chiều cao của nó là được đi 35,5 cm và chiều ngang của nó là đi được chiều ngang là đi 34 cm các bác nhé. Máy kim nảy nhé các bác nhé, máy kim nảy có hai chế độ nhạc, một chế độ nhạc bản web và một cái chế độ nhạc, cái bản nhạc gì kia thì em không biết. Đấy, nó có hai bản nhạc. Con này các bác lên mã cho em là mã 1 bao nhiêu nhỉ, 1 2 mấy nhỉ 1 2 1 2 1 2 1 2 2 F122 em gửi đến các bác là đi, con này là đi 1 triệu này. Đấy, 1 triệu coi nhé, 1 triệu cho mã F122. Đấy, rồi bác quan tâm lên mã chưa, F122 1 triệu nhé. Rồi lên con Senko này. Con Senko này thì nó được là đi 31 cm và chiều ngang của nó là đi 32 cm. Con này thì sử dụng cho bác là một quả pin tiểu thôi, một quả pin tiểu này. Đấy, máy kim nảy các bác nhé, máy kim nảy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em là mã này, mã số 123, con mã F123. Em gửi đến các bác là đi 250.000 cho con mã F123 các bác nhé, sử dụng pin tiểu này. Đó.
rồi lên một con này, con Senko này. Con Senko cũng dùng pin tiểu luôn các anh nhé. Con này cũng khá lớn luôn nhưng mà dùng pin tiểu này. Đó. Chất liệu của nó thì bằng gỗ luôn, gỗ thịt 100%, luôn nhìn rất đẹp luôn, bóng bẩy. Con này có chiều ngang của nó 37 cm và chiều cao của nó 35 cm, mặt trong của nó là đi được 27,5 cm các bác nhé. Máy kim này các bác nhé, máy kim này, số nổi kim này. Đấy, các bác quan tâm thì lên mã cho là mã này 124 này, con mã F124 nha các bác nhé. Đấy, F124 gửi đến các bác là đi con này là đi 500.000 cho mã F124 này. Đấy, nhìn rất là hoành tráng, to tương tượng luôn, con này rất là rẻ luôn. Rồi con Citizen này. Con Citizen này, con này là một quả pin tiểu này. Một quả pin tiểu. Con này máy kim chui các bác nhé, máy kim chui này. Đó, máy kim chui. Con này các bác nào quan tâm thì liên hệ cho em cái con mã Citizen 3. Đường kính của nó được 31 cm. À, con này bị nứt rồi các bác nhé. Con này bị nứt rồi này. Đấy, con này bị nứt nhé, nứt này, vỡ nứt. Rồi thế thì nó vào một mã đi, em vào một mã này đi nhé. Đây hai con này, đấy. Con này ba là ba con này, ba con này bên cúc áo nhé. Một con pin cúc áo và một con này là hơi bị nứt này, đồng hồ vẫn chạy nhưng mà nó bị nứt nhá, máy kim chui. Đấy. Rồi với lại một con này là con pin chân pin nó bị dỉ này. Đấy, đưa vào đây này. Con này lên mã cho là ba, cái mã này là mã số F125 nhá, con F125. Con này thì ba con này là em gửi đến các bác là ba con này em gửi đến các bác là đi 500.000 các bác nhé. À 400.000 thôi, 400.000. 400.000 ba con. Trên ba con. Đấy. 400.000 ba cái các bác nhé, 400.000 ba cái này, 123 này. Đấy, con này đồng hồ dưới này vẫn chạy nhưng mà bị bể này, các bác phải lấy máy nhé. Còn con này thì chân pin nó bị dí này. Đấy, con này thì cái pin đúc áo em không có. Đấy. Và một con này nữa này, con này có ở trong cái dạng thanh lý này. À, con này thì nó chân pin nó hỏng nhá. Con này đánh hai gông này mà chân pin hỏng nhá. Đấy, thì các bác ra về xử lý cái chân pin này cho em này. Em gửi đến các bác là con này mã số 125 à 126 nhá. Đấy, F126 này, thanh lý giá thanh lý này. Đấy. Là đi 500.000 nhá các bác nhá. Đấy. 450.000. Đấy, 450.000 cho mã này. Đấy, nhắc bác nhá. Mã F126 là thanh lý 450k. Còn nếu các bác mà lấy cả cái mã 125 126 này thì em gửi đến bác 800.000 các bác nhá, 800.000. Đấy, ví dụ như bác lấy hai mã 125 126 này nhá thì đồng giảm giá luôn cho bác là còn 800.000. Đấy. Rồi các bác quan tâm mã sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198 các bác nhá. Và trong video nào mà có những sản phẩm nào các bác ưng mà hợp nhãn các bác thì các bác cứ liên hệ cho em. Đấy, rồi trước khi rời video đừng quên ủng hộ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh nhé các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác vào sau mà chưa đăng ký kênh thì cho em một nút đăng ký kênh. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác rất nhiều.